Xin kính chào quý vị và các bạn. Top chuyện lạ kỳ này xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện về 10 dịch vụ sung sướng kỳ lạ ở Nhật Bản. Dịch vụ thứ nhất đó là ngủ đêm cùng với trai đẹp. Soja Freeman là một dịch vụ đặc biệt tại Nhật Bản, cho phép người sử dụng thuê một người đàn ông trẻ đẹp trai cùng nằm ngủ với cô gái trên giường trong một đêm. Tuy nhiên, mọi việc chỉ dừng ở đó thôi và hoàn toàn không có sex ở đây. Dịch vụ kỳ lạ này nhằm đáp ứng nhu cầu của những phụ nữ độc thân ở Nhật Bản bằng cách đưa những người đàn ông hấp dẫn đến ngủ trên giường của họ. Việc ngủ phải được thực hiện tại nhà của khách hàng hoặc là tại một khách sạn nào đó. Để được hưởng dịch vụ này thì khách hàng sẽ phải trả 364 đô, tức là khoảng 7 triệu rưỡi tiền Việt Nam trong 7 giờ đồng hồ, 400 đô, tức 8 triệu 3 trong 8 giờ, và 580 đô, tức khoảng 12 triệu đồng cho nửa ngày. Tuy có giá cao ngất ngưỡng như vậy, thế nhưng website của dịch vụ này luôn có hàng ngàn lượt người truy cập và lúc nào cũng kín lịch yêu cầu. Dịch vụ thứ hai đó là thuê mông gái đẹp để làm gối ngủ. Đến với dịch vụ này thì khách hàng sẽ được gối đầu lên vòng ba của những thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp và ngủ. Khách hàng không được hôn, không được đụng chạm đến những phần nhạy cảm của các nữ nhân viên phục vụ và đặc biệt là không được quan hệ tình dục. Giá cho dịch vụ này là khá cao, 1.000 yên, tức là khoảng 240.000 đồng trong mỗi phút. Khi được gối lên vòng mông tròn trĩnh mềm mại của các nàng thì các đấng mày râu luôn luôn cảm thấy bứt rứt và vô cùng khó ngủ. Thứ ba đó là dịch vụ cho thuê đàn ông đứng tuổi. Quán cà phê Bubbler and Mel ở Tokyo cho ra đời một dịch vụ là thuê nhân viên nam giới trung niên, cho thuê Oksan, trong tiếng Nhật có nghĩa là dịch vụ cho thuê đàn ông trung niên. Dịch vụ này là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai muốn có một người bạn trưởng thành, sẵn sàng giắn tay để giúp đỡ hoặc lắng nghe mỗi khi họ cần. Chỉ cần thông qua một trang blog cá nhân hoặc là trang Twitter của công ty thì khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy một người đàn ông trung niên đứng tuổi phù hợp với giá là 1.000 yên trên một giờ, tức khoảng 210.000 đồng. Khách hàng có thể lựa chọn các cái tiện ích và dịch vụ có thể đem lại như bạn chơi game, bạn tâm sự, người làm việc vặt hay người đi mua sắm cùng. Cửa hàng có đường dây hotline hoạt động 24/7. Các khách hàng cũng có thể gửi các yêu cầu hoặc bất cứ một thắc mắc nào cho công ty. Thứ tư đó là dịch vụ đưa thú nhồi bông cưng của mình đi du lịch thay cho chủ. Dịch vụ này do cô Sono Azuma sáng lập. Dịch vụ này nhằm cung cấp cho những ai không thể hoặc là không có thời gian đi du lịch. Chuyến đi du lịch kéo dài khoảng 3 ngày, xuất phát từ thành phố Tokyo và chỉ mất khoảng 2.000 yên, tức là 400.000 tiền Việt Nam. Chủ nhân thú nhồi bông sẽ nhận được hình ảnh và video clip cập nhật thường xuyên về cuộc hành trình. Khách hàng của công ty của Kosono, ngoài những người quá bận rộn không có thời gian đi du lịch, thì phần lớn là những người gặp vấn đề về sức khỏe hoặc là tâm lý. Thế nhưng mà họ vẫn muốn có một cảm giác mình được đi du lịch cùng với những con thú nhồi bông yêu thương của mình. Một cảm giác thật là thú vị. Dịch vụ thứ năm là cho thuê kẻ phá đám, bôi xấu đối thủ. Dựa vào cái nỗi lo sợ bị rò rỉ những cái thông tin hoặc hình ảnh nhạy cảm để lại tai tiếng xấu cho doanh nghiệp, nên một công ty dịch vụ ở Nhật Bản đã tận dụng được cái điểm yếu này của thị trường làm cái điểm mạnh cho công ty của mình, tức là phát triển dịch vụ cho thuê những kẻ chuyên phá bĩnh, chuyên làm nhiệm vụ phá đám, gây ra những tai tiếng scandal cho cái công ty đối thủ cạnh tranh. Giá thành của dịch vụ này cũng không hề rẻ, là từ 150.000 đến 200.000 yên, tức là khoảng 33 đến 43 triệu đồng Việt Nam. Công việc của công ty này là cử một nhân viên có nhiệm vụ tới địa điểm yêu cầu để phá đám gây rối, nhằm hạ uy tín danh tiếng của công ty mà họ muốn thực hiện cái nhiệm vụ bôi xấu. Thứ sáu đó là dịch vụ cho thuê gái trẻ làm vợ hờ vào buổi tối. Quán cà phê Orino Zomi, có nghĩa là vợ tôi trong tiếng Nhật, ở thành phố Tokyo có một dịch vụ là cho phép khách hàng thoải mái lựa chọn các cái nữ nhân viên phục vụ tại đây về để làm vợ vào buổi tối. Phần việc của những cô gái này chỉ là mặc áo bikini, đeo tập dề trong lúc chuẩn bị bữa tối chu đáo theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra các cô gái còn phải biết phục vụ và chăm sóc cho chồng hờ của mình như những người chồng thực thụ. Chỉ có một sự khác biệt là không có vấn đề ngủ chung giữa khách hàng và nhân viên. Dịch vụ thứ bảy là cho thuê người tâm sự. Dịch vụ này vừa xuất hiện tại Nhật Bản, với người cho thuê là những người thuộc lứa tuổi trung niên, chứ không phải là thanh niên hay các cô gái trẻ. Bạn chỉ cần bỏ ra 10 đô trên giờ là đã có một nhân viên cùng với bạn để chơi trò chơi điện tử, hoặc chỉ đơn giản là biết cách trò chuyện, giải khuây, hoặc là cùng đi mua sắm, cùng làm việc vặt ở trong nhà. Dịch vụ thứ 8 đó là giúp các quý cô 30 tuổi phá trinh.
Dịch vụ này xuất hiện gần đây gây tranh cãi kịch liệt ở Nhật Bản. Một quán cà phê có tên là Cà phê Mất Trinh, Lost Vagina Cafe. Lý do là một số phụ nữ của Nhật Bản khó lấy chồng hoặc là không muốn vướng bận đến việc chồng con, nhưng lại không muốn đến già vẫn chưa biết đến đàn ông nên đã sinh ra cái dịch vụ này. Theo thông tin của trang web về dịch vụ này thì người phụ nữ chỉ cần trả khoản phí nghỉ dưỡng tại một khách sạn là 10.000 yên, tức là khoảng 1,8 triệu đồng Việt Nam, để đổi lấy việc họ bị mất trinh. Dịch vụ thứ 9 là thuê phòng khách sạn để mà khóc. Từ tháng 5 2015 thì khách sạn Mitsui Garden Yoshiza tại thành phố Tokyo đã thiết kế và đưa vào sử dụng những cái phòng cần để khóc. Khách sạn sẽ phải bỏ ra 10.000 yên, tức là 1,8 triệu đồng, sẽ có thể có một căn phòng để mà khóc suốt ngày. Trong phòng luôn có sẵn khăn giấy cực kỳ mềm mại để lau nước mắt. Bên cạnh đó thì mặt nạ ấm áp, mỹ phẩm tẩy trắng, nước nhỏ mắt cũng luôn sẵn sàng phục vụ cho khách hàng sau khi họ đã khóc một cách thoải mái và mắt đỏ ngầu lên. Dịch vụ này được khá nhiều phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ, yêu thích. Dịch vụ thứ 10 đó là lấy giấy tai gợi ký ức tuổi thơ. Người Nhật Bản quan niệm về việc làm sạch giấy tai thường gắn liền với các ký ức của tuổi thơ. Nhiều người Nhật chịu trả một khoản tiền kha khá chỉ để mong được trở lại cái tuổi thơ, dù chỉ trong vài phút tại một tiệm lấy giấy tai ở đất nước mặt trời mọc. Trong khi đó thì các cô gái muốn làm việc trong tiệm lấy giấy tai phải đạt yêu cầu về hình thức như là thành thục mimikaki, tức là cái dụng cụ truyền thống để lấy giấy tai của Nhật Bản. Họ phải trải qua một khóa huấn luyện kéo dài khoảng một tuần để đảm bảo cái việc thuần thục về kỹ năng. Giá trung bình cho một lần lấy giấy tai trong một giờ khoảng là 45 đô, tương đương với khoảng 1 triệu đồng tiền Việt Nam. Và các cái tiệm lấy giấy tai này luôn kín khách là các đấng mày râu. Nhìn vào cái tiệm này, bạn sẽ cảm nhận được cái sự thư thái, thư giãn và chìm đắm vào trong cái khung cảnh tuổi thơ của những người đang được các cô gái xinh đẹp tại đây lấy giấy tai. Không biết các bạn có thích dịch vụ này không, nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta cũng khá nhiều và cũng rất là nhiều người đàn ông mê các cái dịch vụ này và thường đến vào những ngày cuối tuần để mà thư giãn. Trên đây là 10 dịch vụ rất là kỳ lạ tại Nhật Bản chúng tôi vừa chuyển đến cho các bạn. Top chuyển lại kỳ này xin được dừng tại đây. Top chuyển lại chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Rất mong được các bạn ủng hộ trong các video tiếp theo. Để theo dõi các video tiếp theo, các bạn hãy bấm vào đăng ký. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và share để ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.